Tàu Kilo Việt Nam lần đầu phóng tên lửa Club. Quý vị tính giả thân mến, theo đó, mến nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam VTV đã có phóng sự đặc biệt về lực lượng không quân hải quân Việt Nam, một minh chứng rõ nét nhất cho sự lớn mạnh, tiến lên chính quy và hiện đại của quân đội ta. Trải qua 5 năm xây dựng, giờ đây không quân hải quân đã trở thành một trong những lực lượng trụ cột với lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển máy bay, bay trực thăng săn ngầm hay thủy phi cơ của công quân hải quân ta đang ngày đêm làm nhiệm vụ góp phần kéo gần thêm khoảng cách giữa những điểm đảo tiền tiêu giữa biển khơi. Đoạn phóng sự này cũng chiếu hình ảnh tàu ngầm Kilo của Hải quân Nhân dân Việt Nam, rất có thể nằm trong đợt diễn tập quy mô lớn diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua, phóng tên lửa trong khi đang lặng. Có thể nói đây là lần đầu tiên tàu ngầm Kilo của Hải quân Nhân dân Việt Nam diễn tập bắn tên lửa sau khi được đưa vào biên chế. Theo các nguồn tin công khai thì loại tên lửa được trang bị trên các tàu ngầm kilo của Việt Nam là tên lửa chống hạm siêu thanh 3M54E có tầm bắn tối đa lên đến 300 km, tốc độ tối đa Mach 2.9. Bên cạnh đó, đoạn phóng sự này cũng cung cấp thêm nhiều hình ảnh về đợt diễn tập lớn vừa qua của Hải quân Nhân dân Việt Nam với sự tham gia của các lực lượng như tên lửa bờ. Đây cũng là đợt diễn tập đầu tiên tên lửa bờ của hệ thống Reddit bắn đạn thật tàu mặt nước bên cạnh việc giới thiệu về lực lượng công quân hải quân của ta phóng sự của VTV còn cho chúng ta thấy một phần của lực lượng tên lửa hải quân Việt Nam là những nấm đấm trên biển là sức mạnh trăng đe của hải quân ta trước các thế lực thù địch bên ngoài trong đó nổi bật nhất là các loại tên lửa hành trình được trang bị trên tàu ngầm tấn công diesel điện kilo hiện đại của hải quân nhân dân Việt Nam trong ảnh nhiều khả năng là ống chứa đạn tên lửa hành trình Kalip được trang bị các tàu ngầm của ta Ngoài ra, các tàu chiến mặt nước của Hải quân ta cũng được trang bị các loại tên lửa chống hàm tiên tiến như trên các tàu hộ vệ tên lửa Kipak hay tàu tên lửa Monia, các tàu chiến chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Không chỉ trên biển mà trên bờ Hải quân ta cũng được trang bị các đơn vị tên lửa để bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước với các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển như 4K51 Trubex, 4K44 Trời Đất hay K300B Paysan để tổ quốc không bị bất ngờ trước mọi tình huống. Hình ảnh bên trong khoang chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K51 Trubes, binh chủng tên lửa, pháo bờ biển thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trận tên lửa phòng thủ bờ biển của binh chủng tên lửa pháo bờ biển với sự xuất hiện của 4K51 Trubes và 4K44 trời đất trong phóng sự đặc biệt về lực lượng công quân Hải quân Việt Nam của VTV hôm ngày 22 tháng 12. Còn đây là bên trong khoang chỉ huy tác chiến trên các tàu tên lửa Monia của Việt Nam, lớp tàu chiến chủ lực của hải quân ta với biên đội lên đến 8 chiếc và nhiều khả năng sẽ được mở rộng trong tương lai không xa. Cận cảnh biên đội tàu tên lửa Monia Việt Nam khai hỏa tên lửa chống hạm Utrane, biến thể xuất khẩu của dòng tên lửa chống hạm KH35 của Nga, chúng có tầm bắn có thể được mở rộng lên đến 300 km và được trang bị đầu đạn nặng 145 kg mỗi tàu Monia được trang bị tới 16 ống phóng Udane. Và cuối cùng là hình ảnh đầu tiên về một đợt diễn tập bắn tên lửa của nóng đấm thép mạnh nhất hải quân nhân dân Việt Nam bên đội tàu ngầm tấn công Kilo kết hợp với tên lửa hành trình Calip. Theo các nguồn tin thì loại tên lửa hành trình Calip được trang bị trên các tàu ngầm Kilo của Việt Nam là biến thể tên lửa chống hạm BM-54A Club S, có tầm bắn tối đa lên đến hơn 200 km, tốc độ tối đa Mach 2.9 và được trang bị đầu đạn nặng 200 kg. Hình ảnh bên trong khoang chỉ huy tác chiến của tàu ngầm Kilo của Việt Nam trong đợt diễn tập bắn tên lửa được cho là diễn ra vào giữa năm nay cùng với các biên đội tàu chiến mặt nước khác. Việt Nam nâng cấp pháo BM-21M1 sức mạnh vượt trội. Quý vị tính giả thân mến, thời gian qua, Việt Nam đã cải tiến nâng cấp thành công nhiều vũ khí và khí tài khác nhau, trong đó có pháo BM-21M1 vượt trội với phiên bản gốc. Pháo phản lực BM-21M1 đã được Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng cải tiến từ pháo phản lực huyền thoại BM-21RAT và được công khai hình ảnh lần đầu tại Đại hội Đại biểu Quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi được cải tiến pháo phản lực, BM-21M1 đã khắc phục được những hạn chế cơ bản của phiên bản gốc do Liên Xô sản xuất, qua đó nâng cao tính năng kỹ chiến thuật, đặc biệt là khả năng tự động tính toán và điều kiện bắn. Cụ thể, pháo phản lực BM-21M1 có khả năng tính toán hiệu chỉnh và điều kiện tự động lấy các phần tử bắn nhanh, chính xác. Tích hợp hệ thống thông tin, truyền dữ liệu, bảo đảm tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, ngày và đêm. Trước khi nâng cấp, kiếp xe của pháo phản lực này có 5 người. Nay với phiên bản nâng cấp của Việt Nam, kiếp xe rút gọn còn 4 người. Cùng với đó, thời gian triển khai chiến đấu cũng được rút ngắn hơn rất nhiều khi chỉ mất 1,5 phút, trong khi BM-21 là 14 phút. Ngoài ra, sau khi được cải tiến thành pháo phản lực BM-21M1, việc điều khiển tầm hướng có thể được thực hiện tự động, bán thủ công hoặc thủ công thay vì điều khiển hoàn toàn thủ công như trước kia. Đặc biệt trước đây pháo phản lực phiên bản gốc việc tính toán phân tử bắn thực hiện hoàn toàn thủ công thì nay với BM21M1 của Việt Nam, việc tính toán phân tử bắn được thực hiện hoàn toàn tự động. Chính vì vậy, độ chính xác khi tấn công mục tiêu của BM21M1 được tăng lên đáng kể. Theo thiết kế phiên bản tiêu chuẩn pháo phản lực BM-21 được thiết kế với dàn phóng pháo 40 nòng cỡ 122mm, việc nạp đạn được thực hiện bằng tay và mất khoảng 10 phút để lắp hết 40 ống, nhưng chỉ cần chừng 20 giây để bắn hết đạn. BM-21 có khả năng bắn nhiều loại đạn, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn khói, đạn chống tăng chứ đạn con. Tuy từng biến thể đạn pháo 122mm của BM-21 đạt tầm bắn từ 15 đến 40km, Trước khi nâng cấp thành công với BM21M1, Việt Nam cũng đã nghiên cứu nâng cấp các xe tăng T-54, tên lửa chống tăng B-72 và một số loại xe thiết giáp khác. Tổng cục kỹ thuật còn tích cực triển khai nhiều đề tài cải tiến, chế tạo trang bị mới cho Bộ đội Pháo binh. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Tổng cục Kỹ thuật phối hợp với các nhà máy xí nghiệp toàn quân đã chế tạo thành công pháo tự hành 105mm trên khung gầm Uran 375 đợt hoặc Uran 4320710 và bắt đầu đưa vào huấn luyện. Việt Nam nghiệm thu hệ thống liên lạc quân sự hải quân. Quý vị tính giả thân mến, ngày 3 tháng 5, quân chủng hải quân đã tổ chức nghiệm thu hệ các sản phẩm máy hỏi MHVN3 và máy trả lời mtlvn VN3 tự sản xuất. Theo báo Phòng không Không quân, lễ nghiệm thu được tổ chức tại lữ đoàn 170 vùng 1 quân chủng hải quân. Các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 trang bị trên tàu hải quân nhằm trong nhiệm vụ thiết kế chế tạo hệ thống IFFVN do Viện Kỹ thuật Phòng không không quân thực hiện. Các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 được chế tạo đảm bảo theo cấu hình chỉ tiêu chiến kỹ thuật đã được Tổng tham mưu trưởng phê duyệt. Cấu trúc của máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 được thiết kế phù hợp với không gian trên tàu hải quân, toàn bộ thiết bị máy hỏi MHVN3 nằm ngoài không gian tích hợp với dàn anten trên bon tàu. Trong khoang trắc thủ bố trí máy tính để thực hiện chức năng điều khiển, xử lý và hiển thị tín hiệu trả lời, tín hiệu radar, thiết bị máy trả lời MTL VN3 có kết cấu nhỏ, gọn, dễ dàng lắp đặt trong các khoang máy của tàu hải quân. Các thiết bị máy hỏi và máy trả lời lắp đặt trên tàu hải quân không làm ảnh hưởng đến các hệ thống khác của tàu, đảm bảo tương thích điện từ trường với các thiết bị khác. Trong buổi nghiệm thu, hội đồng nghiệm thu quân chủng phòng không không quân và đại biểu các cơ quan của Bộ Quốc phòng và quân chủng hải quân đã theo dõi việc vận hành và thử nghiệm các sản phẩm máy hỏi MHVN3, máy trả lời MTLVN3 gắn trên các tàu hải quân thuộc lữ đoàn 10, vùng 1 quân chủng hải quân. Buổi thử nghiệm được thực hiện ở vùng biển Quảng Ninh, cách đất liền 80 km. Các cự ly hỏi đáp tương thích với cự ly phát hiện của đài radar được trang bị trên tàu hải quân. Kết quả thử nghiệm cho thấy, máy hỏi MHVN3 và máy trả lời MTLVN3 đã kết nối tốt qua đường truyền không gian, làm việc hiệu quả ở các chế độ, máy hỏi và máy trả lời tương thích hoàn toàn với máy trả lời. Máy hỏi hiện có được trang bị trên các tàu hải quân. Cũng theo báo phòng không không quân, trong thời gian qua, viện kỹ thuật phòng không không quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ nghiên cứu và chế tạo thành công nhiều linh kiện thiết bị trang bị cho lực lượng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Việt Nam năm 2016, việc triển khai thực hiện chính dự án, chủ trì 4 dự án Bộ Quốc phòng, tham gia 5 dự án, 10 đề tài, 12 nhiệm vụ khoa học công nghệ, 65 nhiệm vụ kỹ thuật ở các cấp, các dự án nhiệm vụ được đánh giá cao về chất lượng và tính thực tiễn. Viện Kỹ thuật Phòng không Công quân cũng đã hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm khói khuếch đại báo cháy BIVKT trên trực thăng Mi 8, Mi 17 và Su 30 MK2, hiện sản phẩm này được nghiệm thu cấp quản lý đạt kết quả tốt. Ngoài ra, Viện Kỹ thuật Phòng không không quân đã tổ chức nghiệm thu nhiều đề tài cấp bộ quốc phòng đạt mức A, như nghiên cứu thiết kế chế tạo màn hình đa năng có tích hợp dẫn đường vệ tinh và ghi lưu dữ liệu thay thế khối chỉ thị trực tiếp IPV1. Thiết bị dẫn đường vệ tinh TNL-1000 trong hệ thống điều khiển vũ khí trên máy bay Su-27, nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công cụm khối CB 5V70CM của máy tính Symphons GEB trên máy bay Su27SK. Bên cạnh những đề tài đã nghiệm thu và đang triển khai, năm 2016 viện đã bảo vệ thành công đầu vào đề cương hai đề tài cấp bộ quốc phòng năm 2017 là hệ thống chỉ thị mục tiêu và dẫn đường HTMD Su22M4 phát bắn diệt tăng của pháo Su-152 Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ngoài nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh, pháo kích mục tiêu của địch, pháo Su-152 Việt Nam còn có khả năng chống tăng cực mạnh. Được coi là anh em sinh đôi với Su-122, pháo tự hành Su-152 trong biên chế của pháo binh Việt Nam, khi nó cũng được Liên Xô phát triển, đi vào phục vụ năm 1971. Loại pháo này cũng được sản xuất số lượng rất lớn, dây chuyền chế tạo hoạt động tới năm 1993 mới chấm dứt. Pháo tự hành SU-152 trang bị pháo D-22, cỡ đồng 152mm, có tốc độ bắn 3 đến 4 viên trên 1 phút. Theo lý thuyết, nó có thể bắn 30 viên trên 10 phút hoặc 75 viên trên 1 giờ. Số lượng đạn dự trữ trong xe khoảng 40 viên, thường gồm 36 viên nổ phân mảnh và 4 viên chống tăng. Tương tự Su-122, pháo D-22 là thiết kế cải tiến từ pháo xe kéo D-20-152mm, nên đó dùng chung các loại đạn D-20 như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng và thậm chí là đạn hạt nhân. Biến thể Su-152M sau này còn có thể bắn đạn tự dẫn chính xác cao để chống tăng pháo từ hành su 152 có cốc nâng hạ từ âm 4 độ tới dương 60 độ, lắp trong tháp pháo quay 360 độ với các viên đạn nổ phá nặng 34 đến 43 kg. Pháo 152mm của Su-152 có thể tạo ra chấn động khủng khiếp, khiến kiếp lái xe bọc thép chiến đấu chết ngay lập tức. Với trang bị này, Su-152 còn được coi là vũ khí chống tăng cực hiệu quả khi nó có thể xé nát bất cứ dòng tăng nào dù được bọc giáp tốt nhất. Ngoài vũ khí chính là khẩu pháo 152mm, Su-152 còn một súng máy phòng không cỡ 7,62mm đặt trên nóc tháp pháo. Xa thủ có thể điều kiện bắn từ trong xe mà không cần chui ra ngoài. Không chỉ mạnh về hỏa lực, Su-152 còn được đánh giá cao về sự cơ động khi Su-152 sử dụng khung thân xe bánh xích của hệ thống tên lửa đối không SA-4 lắp một động cơ diesel 520 mã lực cho phép đạt tốc độ 60 km/h. Pháo Su-152 có thể vượt lũy cao 1,1m, hào trọng 2,5m và có tầm hoạt động lên đến 300km. Mặc dù sở hữu nhiều vũ khí hiện đại, nhưng hiện nay pháo tự hành Su-152 vẫn được trọng dụng trong lực lượng pháo binh Nga. Trong cuộc diễn tập bắn đạn thật hồi cuối tháng 3 năm 2017, tại bán đảo Kamchatka, pháo Su-152 tiếp tục chứng minh được sức mạnh và sự tự tin của mình khi hủy diệt thành công mục tiêu từ loạt đạn đầu tiên. Theo số liệu được trang Global Firepower công khai, dù lực lượng pháo binh Việt Nam sở hữu khoảng 2.200 khẩu pháo các loại, đứng thứ 8 trên thế giới, thứ 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng số lượng pháo tự hành của Việt Nam lại không nhiều. Sức mạnh chủ yếu của lực lượng này nằm ở hai loại pháo là Su-122 và Su-152. Lý do Việt Nam tiếp tục mua khí tài cũ Đông Âu Quý vị tính giả thân mến, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, trong năm 2014, Việt Nam đã nhận hai loại radar B-12 và B-15 từ Slovakia. B-12 Yenisei, NATO gọi bằng cái tên là Spundress, là loại radar cảnh báo sớm cho Liên Xô sản xuất từ năm 1956. B-12 có dàn anten hình xương cá, dài chừng 12 m lắp đặt trên trụ quay 360 độ, hoạt động trên băng tầng VHF tầm trinh sát tối đa 200 km, độ cao 25 km, công suất 180 kW, độ sai lệch chừng 1 km. Loại radar này được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cũng như xuất khẩu sang cho đồng minh tại khu vực Trung Đông. Radar B-12 từng gây xôn xao dư như luận nhưng lại ở cái cạnh chẳng vui vẻ gì. Khi vào năm 1969, một dàn radar Spundress đã bị đặc nhiệm Israel đột nhập và đánh cắp nguyên cả cụm và mang về để nghiên cứu. Sipri cho biết trong năm 2014, Việt Nam đã mua lại hai bộ radar B-12 từ Cộng hòa Slovakia. Trong khi đó, B-15 Toba NATO gọi là Flash Phase A là loại radar UHF-2D do Liên Xô sản xuất từ năm 1955. Nó dùng để giám sát, bắt mục tiêu và dẫn đường các hệ thống tên lửa phòng không tiêu diệt. Sipri cho biết trong năm 2014, cùng với hai bộ B-12 thì Việt Nam còn tiếp nhận một bộ B-15 cũng từ Slovakia. Trada B-15 có kết cấu gồm hai mảng parabol, đường kính 11m đặt trên dưới, bố trí trên trục xoay 360 độ, gốc ngẫn của các mảng góc ngẫn của các mảng parabol trong khoảng 2 đến 4 độ, tầm trên sát tối đa của B15 là 150 km, độ cao 3 km, công suất 270 kW. Độ sai lệch về cự ly là 0,3 km. Trong khi B12 chuyên dùng đi dẫn đường cho tổ hợp phòng không S75 Trevina, SA2 thì B15 lại là một thành phần của S125 Petora SA3. B12 và B18 sau này đã được thay thế bằng B18 và B19 hiện đại hơn. Mặc dù đã lạc hậu, tính năng chiến đấu rất hạn chế, cho nên việc Việt Nam vẫn tiếp tục nhập khẩu hai loại radar này đã gây ngạc nhiên lớn. Nhiều dự đoán từ nước ngoài cho rằng chúng ta mua về để lấy phụ tùng thay thế cho các bộ radar đã hư hỏng chứ không phải để triển khai ngoài thực địa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.